Rồi đi chơi chỗ khác đi. Sáng tập thể thao này nha. Ơi. Đó, các bạn vô rồi đó. Rồi giờ đi lại đường này coi. Ơi. Đường này cao quá. Mất sợ hả? Đi lại mà cũng sợ cái độ cao quá. Ờ, mất sợ cái độ cao hả? Rồi sợ cái độ cao xuống. Rồi đi được không? Nè, nghe Vĩnh nè, nghe đi. Đó, đi từ từ rồi. Hay quá. Rồi, lên. Tất cả là lơm tu. Lơm. Rồi. Lơ cao quá. Rồi. Đó, sắp xuống tới tháp rồi. Rồi, hay quá. Rồi leo cái này nó đi bạn vô rồi kìa. Đó, sáng thể thao đó nha, nãy giờ mấy dọc rồi đó nha. Dạ. Ơi. Dạ, đi lông được không? Dạ, có gì lúc mà đi lông được không? Mấy bạn đi lông. Dạ. Ơi. Dạ.